Vươn lên từ nghề vét mỡ bò, trở thành ông trùm đế chế ngành ô tô và bất động sản 2024. Trần Bá Dương, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1960 tại Huế, là người sáng lập và cũng là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ô tô Trường Hải Thaco. Ông lớn lên trong một gia đình đông anh chị em, do vậy ông phải đi làm từ rất sớm. Năm 1983, ông bắt đầu làm kỹ thuật viên sửa chữa tại nhà máy Đại Tu ô tô Đồng Nai với công việc đầu tiên là vét mỡ bò. Với sự nỗ lực và học hỏi không ngừng nghỉ, ông trở thành quản đốc của nhà máy vào năm 1987 và đến năm 1991, ông nắm giữ chức vụ quản đốc xưởng sửa chữa xí nghiệp cơ khí giao thông Đồng Nai. Năm 1997, ông Dương thành lập Thaco, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe cũ và phân phối phụ tùng ô tô. Năm 2000, ông mở xưởng lắp ráp xe tải hạng nhẹ thương hiệu Kia. Thaco trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên lắp ráp xe du lịch với 100% vốn trong nước, mở ra cơ hội phát triển vượt bậc trong lĩnh vực sản xuất và lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Từ một doanh nghiệp kinh doanh xe cũ và cung cấp phụ tùng sửa chữa ô tô, Thaco đã phát triển đa ngành gồm 6 tập đoàn thành viên: Thaco Auto, ô tô, Thaco Industries, cơ khí và công nghiệp hỗ trợ, Thaco Agri, nông nghiệp, Thadico, đầu tư, xây dựng, Tisco, thương mại và dịch vụ, Thilogy, Logistics. Thaco không ngừng đầu tư vào công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm. Mỗi sản phẩm của Thaco đều được sản xuất và kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng. Nhờ sự dẫn dắt của Trần Bá Dương, Thaco đã không chỉ trở thành một tập đoàn công nghiệp lớn mạnh tại Việt Nam mà còn vươn ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, ông còn được biết đến với tư cách tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Ông Dương được vinh danh tại nhiều giải thưởng quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp và kinh doanh. Với những thành công trong kinh doanh và đầu tư, ông là một trong 6 tỷ phú đô la của Việt Nam, tính đến tháng 4 năm 2024 với khối tài sản lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ. Đừng quên theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều câu chuyện thành công truyền cảm hứng khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.